Thực sự là kênh tởm quãng đường. Cảm ơn nha. Mua gì ở trên thì cảm ơn nha. Các em, hiện tại thì mình đã đến được các lung linh tháp, ok. Và ở đây có một điều là các bạn có thể đi được xe máy xuống dưới như mình, nhưng mà con đường nó sẽ rất là dốc và nguy hiểm. Anh em cũng phải nên cân nhắc xem mình có thực sự là có thể lái được qua những cái con đường đó hay không. Một con đường hơi dốc, mình có để video rồi đấy, anh em có thể nhìn và tự cảm nhận. Và đây chính là tuyệt tác của chúng ta. Wow, đẹp quá. Các bạn có thể để ý này, ở đây nó có những cái tảng đá xếp hình lục giác, ngũ giác, rồi tứ giác, các thứ nhìn rất giống ở gành đá đĩa đúng không? Đó, đó là một cái điều rất đặc biệt ở đây, vì nó cùng ở trong cái hệ được tạo nên bởi núi lửa mà. Thế các bạn nhìn rõ không? Ở đây thì thác nước mù mịt rồi. tuần mình sẽ đi tìm tới một ngọn thác khác của khu vực Đắk Nông và để xem chúng ta sẽ có gì ở thác tiếp theo. Và trước khi đến với thác tiếp theo thì chúng ta phải vượt qua một con đường thực sự khủng khiếp. Thực sự khủng khiếp ở trước mặt là con đường bùn. Con đường bùn lúc nãy. Ở đây dù mưa hay không mưa thì nó vẫn đều ở mướt, anh em hãy cẩn thận khi mà đến đây nhá. Vì khác mà cái bụi nước nó rất là lớn. Có thể làm tất cả những cái đường rất là trơn. Như này, ở đây có những cái viên đá hình thù rất là cổ quái. Đây 37 thác Liêng Nung. Đó. Ra được ngoài rồi. Kia bên này có lẽ là sang thác Đắk Ray 2. Bây giờ là 3:30, hy vọng mình sẽ tìm thấy cái thác kia sớm.